Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Hùng Review đây. Và đây sẽ là top 4 chiếc điện thoại đáng mong chờ nhất trong năm 2023. Nó sẽ có một cấu hình tốt này, nó sẽ có một cái hiệu năng ngon này, nó sẽ có một màn hình, nó có một trải nghiệm cực kỳ tốt trong tầm giá. Và nếu như anh em là game thủ, anh em cần một con máy có thể chơi game ngon thì nên cân nhắc cho mình những dòng sản phẩm này nhé. Trước khi bắt đầu đến với lại nội dung chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, nếu bạn nào đang có nhu cầu muốn mua cho mình những dòng điện thoại với mức giá tốt nhất, Xiaomi, Realme, hoặc là iPhone, Samsung các kiểu, tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Việt thông qua đường link ở ngay phần mô tả và bình luận ở ngay bên dưới. Còn bây giờ hãy đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, chiếc điện thoại đầu tiên ấy đến từ nhà Tecno và mình nghĩ rằng con này nó cũng sẽ rất đáng để chúng ta mong chờ. Đó là con Tecno Spark 10 Pro. Con Tecno Spark 10 Pro ấy thì mình thấy rằng là ui, giá của nó rất rẻ. Tầm giá của nó chỉ là 122 đô khi về Việt Nam sẽ ranh quanh đâu đó khoảng tầm 3 triệu 2, 3 triệu 3 thì mình nghĩ tầm đó thôi. Và sẽ có những cái voucher giảm giá thì anh em có thể mua được với mức giá thậm chí là dưới 3 triệu. Thì với mức giá dưới 3 triệu con này có gì? Màn hình 6,8 inch. Chúng ta sẽ có tấm nền là IPS LCD và nó sẽ có độ phân giải là Full HD Plus đi kèm với lại 90Hz. Thì như vậy mình thấy là nó cũng rất là ngon ở trong cùng phân khúc rồi nha. Vừa có tần số quét cao này, vừa có độ phân giải cao mà giá của nó chỉ có tầm 3 triệu thôi. Tầm này cũng là không thể nào đòi hỏi là màn hình phải AMOLED được tại vì giá của nó rất rẻ. Và ngoài ra, hiệu năng thì được trang bị con chip là Helio G88. Helio G88 thì nó tương đồng với lại con Tecno Pova 3 ấy. Và hiệu năng của nó thì cũng gọi là ngang ngửa với con Redmi Note 11, con chip Snapdragon 680. Thì như vậy trong tầm giá, ba củ quai là chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà quan trọng nhất là con này option RAM và ROM rất lớn. Không hiểu tại sao lần này gọi là Tecno chơi quả RAM và ROM nó khủng khiếp đến như vậy. Với phiên bản thấp nhất nha, chúng ta vẫn có 8GB RAM, 128GB ROM. Tức là nếu như có được các option này tương tự thì các bạn phải bỏ ra số tiền khoảng tầm là 4-5 triệu thì con này chỉ cần 3 củ khoai các bạn đã có một cái option RAM ROM rất lớn rồi. Ngoài ra còn có phiên bản là 8256 nữa. Thì với mức phiên bản 8256 mình nghĩ rằng mức giá của nó sẽ rơi vào tầm 3,7-3,8 triệu. Thì ấy, với con này mình nghĩ rằng là giá của nó là quá hời ở trong cái phân khúc tầm 3 triệu mà bạn đã có một cấu hình thực sự rất là tốt. Ngoài ra camera chính của con này sẽ là 50 chấm. Nó quá quen rồi, gần như con nào trong tầm giá cũng vậy. Nhưng mà quan trọng là camera selfie của nó sẽ là 32 chấm. Thì đây mới là thứ mà khiến cho mình tò mò này. Khi mà con này về thì chắc chắn là mình sẽ mua để review ngay. Hơn nữa con này sẽ có pin là 5000mAh, có sạc nhanh 18W. Mình chưa tìm được thông tin là có loa kép hay không, nhưng mà mình nghĩ rằng không có loa kép đâu, tại vì tầm giá của nó quá rẻ mà. Và có quan trọng nhất là thiết kế của nó rất giống iPhone 14 Pro luôn ấy. Từ về cục 3 camera này, đèn flash này. Thực ra thì chỉ có 2 camera thôi, nhưng mà có cái đèn flash làm giống camera. Rồi còn có một cái mic ở phía trên nó giống cả miếng LiDAR của iPhone đấy chứ. Nhìn thực sự là cái phần mặt sau của Tecno Spark 10 Pro nó khiến cho mình rất là bất ngờ, khá là thú vị. Tiếp theo thì đó là một dòng điện thoại đến từ nhà Xiaomi và dòng điện thoại này chắc chắn sẽ về. Quan trọng là mức giá bao nhiêu và chúng ta có nên chờ đợi hay không. Đó là con Redmi Note 12 series. Con này thì đã ra mắt ở bên Trung khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì trong cái tháng 3 này hoặc đầu tháng 4 nó sẽ được về tại Việt Nam. Và cụ thể thì mình nghĩ rằng nó sẽ về hai con là con Redmi Note 12 và con Redmi Note 12 Pro. Nói chung thì con Redmi Note 12 mình nghĩ rằng là nó sẽ có những cái điểm nâng cấp lớn hơn, ví dụ như là màn hình lên 120Hz, mượt hơn so với thế hệ là 60Hz trước đây, và cũng sẽ được nâng cấp lên con chip là Snapdragon 4 Gen 1 thay vì là 680. Còn có một vài điểm bị loại bỏ như là không có cam góc rộng này, rồi nó cũng sẽ không có loa kép này, nó cũng sẽ không có một số cái tính năng giống như con Redmi Note 11. Mình nghĩ rằng là nếu như Xiaomi không trang bị camera góc rộng cho sản phẩm này và cũng không trang bị cho loa kép cho sản phẩm này thì mình thấy rằng là nó sẽ hơi bị, nói chung là nó sẽ không được nổi bật lắm ở trong tầm giá. Nhưng mà hy vọng rằng là quan trọng là cái mức giá cuối cùng của con Redmi Note 12 này nó sẽ tốt để mọi người có thể mua con này được với mức giá tốt hơn, rẻ hơn. Thì mình nghĩ rằng là con này khi mà về Việt Nam sẽ được bán với mức giá khoảng tầm là 4,5 triệu. Tại vì nếu bán mức giá cao hơn thì chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa chọn và sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh với con Redmi Note 12 series này hơn. Và ở thì Việt Nam thì chúng ta sẽ còn có thêm con là Redmi Note 12 Pro và cũng như là có thể là sẽ có con Redmi Note 12 Pro Plus. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không có phiên bản Xperia đâu, tức là các bạn sẽ không có phiên bản sạc 240W đâu. Cả hai con ấy thì đều chạy con chip là Dimensity 1080. Con Plus Plus thì sẽ có nâng cấp về phần RAM và cũng như là camera 200 chấm sạc nhanh 120W. Nhưng mà cái con đấy thì mình nghĩ rằng mức giá của nó sẽ cao, nó sẽ rơi khoảng tầm 9-10 triệu. Còn con Pro thì mức giá của nó sẽ rơi khoảng tầm là 7-8. Thì như vậy là các bạn có thể dễ dàng tiếp cận được hơn. Thì đó là thông tin mà mình tổng hợp nhanh cho các bạn về con Redmi Note 12 series thôi. Mình tin rằng là sắp tới mình sẽ có máy demo và mình cũng sẽ trên tay và review sớm cho anh em về con này. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có sự có mặt của con Poco X5 GT.
Còn Poco X5 GT ấy, là cái phiên bản đổi tên của con Redmi Note 12 Turbo ấy các bạn. Đó, con này thì sẽ có màn hình OLED 6.67 inch Full HD Plus. Nó cũng sẽ có luôn tần số quét 120Hz này. Nó có thể chạy con chip là Snapdragon 7 Gen 2. Và đây là một cái biến thể của con Snapdragon 7 Gen 1 nha các bạn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có option RAM là 8/128 và cũng như là 12/512 là option cao nhất, UFS 2.2. Nhìn chung thì con này nó sẽ không thực sự là quá nổi bật về phần cấu hình đâu, nhưng mà mình hy vọng rằng là cái mức giá bán của nó sẽ rẻ để mọi người có thể chốt con này. Đó, tại vì nếu như mà bây giờ nó hạ xuống mức giá tầm 7 triệu coi, không cần những con chip đầu cao gọi là đao to búa lớn thì anh em vẫn mua ào ào. Rồi con này là cũng có camera chính là 50 chấm này. Cho mọi nghĩ là cái camera chính của nó sẽ là IMX766. Camera góc siêu rộng 8 chấm này và camera macro là 2 chấm, có khả năng quay video 4K 30, camera selfie 16 chấm, pin của con này sẽ là 5500 mAh, có sạc nhanh 67W, có loa kép các kiểu luôn. Giá dự kiến của em nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 8 triệu nha. Giá dự kiến 8 triệu và khi mà áp voucher nữa thì mình nghĩ rằng là nó cũng xem giá của con Poco X5 Pro bây giờ thôi, khoảng tầm 6.7-6.8 là chốt là quá hời luôn. Rồi, tiếp theo nữa đến với một con điện thoại mà mình kỳ vọng nhất, đó là con OnePlus Ace 2V. Đó là con OnePlus Nord 3 đó các bạn. Con OnePlus Nord 3 thì mình tin chắc rằng nó sẽ sắp được về thị trường Việt Nam rồi. Con OnePlus Nord 3 này thì nó sẽ có một cấu hình trong tầm giá phải gọi là quá tốt luôn. Con này về Việt Nam mình nghĩ rằng là mức giá của nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 9-10 triệu. 9-10 triệu cho con này thì quá ngon nha. Các bạn sẽ có màn hình OLED 1.5K 120Hz này. Chạy con chip Dimensity 90.000 là nó phải mạnh, tương đương với con như là Snapdragon 8 Gen 1 các kiểu đó. Nói chung là phải tầm 888 với cả 8 Gen 1 trở lên. Và điểm số AnTuTu của nó rơi khoảng tầm 1 triệu điểm thì mình nghĩ rằng là thậm chí là còn nhỉnh hơn cả 8 Gen 1 cơ. Và phải ngang với những con 8 Gen 1 được tối ưu hóa tốt nhất. Thì cái này chúng ta sẽ cần thời gian và cần máy để có thể trải nghiệm. Cái quan trọng nhất ấy, cái option RAM ROM thấp nhất của nó cũng là 12GB RAM và 128GB rồi, nên là quá thoải mái để các bạn dùng luôn. Con này cũng sẽ có UFS 3.1 và thực sự mình ấn tượng với cấu hình của con này luôn. Còn về cái phần là camera thì sẽ là camera 64. Omnivision, camera 8. Camera góc rộng và camera 2. Macro. Pin thì sẽ là pin 5000 mAh, sạc nhanh 80W. Đó, thì mình thấy rằng là tất cả mọi thứ đều rất là ngon, và kể cả là về phần loa kép này, về phần thiết kế của nó thì cũng rất là nổi bật trong tầm giá. Thiết kế của con OnePlus Nord 3 này mình thấy rất đẹp nha. Đó, camera làm đơn giản đẹp này, mặt sau của nó làm cũng rất là tinh giản này, kiểu gọn gàng ấy các bạn. Và giá ở thị trường Trung Quốc của nó rơi khoảng tầm 7.8 triệu, thì cái mức giá mà mang về Việt Nam ấy mình nghĩ rằng tầm 9 triệu hoặc tầm 10 triệu tặng quà ấy là quá hời luôn. Và mình tin chắc rằng đây sẽ là một cái lựa chọn rất ngon, một cái lựa chọn thay thế cho những dòng điện thoại Xiaomi nếu như anh em vẫn thích cấu hình cao, giá rẻ, không muốn gọi là sử dụng ổn định này, và quan trọng nhất đó là một chiếc điện thoại được tối ưu hóa phần mềm rất tốt. Ok, đó là những chiếc điện thoại mà đáng để chờ đợi nhất của chúng ta trong đầu năm 2023, và mình tin chắc rằng nó sắp về rồi. Các bạn hãy đợi 1-2 tháng nữa đi, đảm bảo những chiếc điện thoại này sẽ được mang về Việt Nam. Ok, các bạn nghĩ sao về những dòng điện thoại đấy, và các bạn thấy rằng là nó có hấp dẫn hay không? Mức giá như vậy thì có ok hay không? Hoặc là các bạn kỳ vọng thêm gì về những dòng điện thoại khác? Đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Bye bye.